Chào các bạn nha. Hôm nay cũng quay lại chuồng heo của mình cũng như mọi khi nha các bạn. Thì sẵn dịp mình cho heo ăn, mình cũng quay sơ chia sẻ cho các bạn xem cách thức nuôi heo riêng của mình để các bạn cùng mình tham khảo cho vui nha. Thì ở đây mình cho heo ăn cám ngâm nha các bạn. Thì mình mới bỏ cám với cái bã mì này các bạn, mình đã ngâm chung với nhau. Cái bã mì tươi nha các bạn, mình bây giờ mình hay cho nó ăn thì mình cũng hay chia sẻ đó. Các bạn xem nhiều video các bạn thấy cũng biết rồi. Thì hôm nay mình cũng cho ăn cũng như bình thường như mọi khi nha các bạn. Thì cái bầy heo của mình đây nó cũng lớn rồi các bạn. Đó, thì tầm 8 con này mình sẽ cho nó ăn cái một cái lu bự này các bạn. Với một chút nữa cho chung với cái lu cái xô nhỏ xô này nữa nha. Thì hai cái mình sẽ đảo lên. Mình chăm qua từ từ cho nó ăn nha các bạn. Mình cũng mới có ngâm cám thôi. Thì bầy heo của mình cũng còn bẩn để mình đi tắm nha các bạn. Tắm cho bầy heo nó sạch. Cám với bã mì nó cũng nở ra thì lúc đó mình sẽ đảo lên các bạn. Mình đảo lên rồi mình sẽ đổ vô cho nó ăn. Mình cho nó ăn từ từ nó ăn như thế nào nha các bạn. Nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách các bạn đăng ký kênh, tạo cho mình thêm cái động lực để mà mình làm nhiều video mới. Thì giờ mình sẽ tắm heo nha các bạn. Thì lúc tắm heo thì xong rồi mình sẽ quay tiếp lúc nó đang ăn cho các bạn xem cùng mình để tham khảo nha. Thì bầy heo của mình giờ nó cũng đã dơ bẩn quá, mình đi tắm nha các bạn. Để cho nó mát xong rồi cái mình quay lại mình đảo cám cho nó ăn nha các bạn. Mình cũng vừa tắm xong nha các bạn. Giờ sẽ đảo lên cho chúng ăn. Các bạn xem cùng mình để tham khảo cho vui nha. Giờ không kịp nó chờ mình luôn các bạn thấy không?
nó thì bà xã mình cũng đổ cám vô trong cái máng hết rồi nha các bạn. Giờ quay qua bãi rửa cái xô rồi, còn chạy giờ bãi vét hết rồi, đổ vô cho heo ăn. Còn máng nó ăn còn chút ít chút nó cũng ăn hết luôn nha các bạn. Con này phải ăn cái bụng no cành hơn rồi, đó là no quá đi vào rồi. Đó thì bầy heo cũng đã đổ vô máng cho nó ăn hết rồi nha các bạn. Trong máng còn chút ít nha, đi ra hoài hết rồi, chút nó vô nó ăn tiếp tí nó là hết luôn nha các bạn. Bây giờ có số con nó ra hoài nó nằm nó nghỉ ngơi hết rồi nè. Chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ thành công trong công việc.